Chào các anh chị và các bạn. Bây giờ mình tập bài tiếp theo là bừng sáng. Bài này thì mình lấy năng lượng từ ở không gian. Mình lấy năng lượng không gian từ không gian bằng cách là hấp thu năng lượng từ cái trán của mình, cái điểm giữa giữa hai chân mày. Mình lấy năng lượng vào, sau đó mình chuyển ra sau óc, rồi mình truyền cái năng lượng đó chạy dọc theo sống lưng và lan tỏa ra khắp cơ thể để chữa các tế bào hư tổn. Bây giờ mình thực hành cái bài này là 10 lần nha các anh chị. Mình lấy năng lượng lần thứ nhất, lấy lần một, tập trung lấy năng lượng từ ở trong không gian, tập trung năng lượng ngay cái giữa hai cái chân mày, rồi chuyển cái năng lượng đó ra sau óc. Tiếp tục đẩy năng lượng này xuống dọc theo sống lưng, lan tỏa cái năng lượng này ra hai bên theo những dây còn thần kinh sang hai bên. Kết hợp với tập thở bốn thời, hít vào tối đa, giữ hơi hít thêm, thở không kềm thúc, nghỉ nặng ấm thân. Mình lấy năng lượng lần hai, tập trung năng lượng ở giữa hai điểm chân mày, suy nghĩ, bắt đầu lấy năng lượng ở trong không gian. Mấy anh chị có cảm giác là cái năng lượng ngay chỗ cái điểm hai giữa chân mày đó, nó có, mình có thấy nó hơi nhói nhói hay không? Lấy lần hai, đẩy năng lượng nó ra sau óc, đẩy cái năng lượng này chạy dọc sống lưng để chữa các tế bào hư tổn. Ai có tế bào hư tổn ở khu vực nào, u nhú ở khu vực nào thì hãy chuyển hình ảnh đẩy cái năng lượng này tới ngay cái tế bào hư tổn đó. Ví dụ ở phổi, đẩy cái năng lượng này tới phổi ngay. Ở gan thì đẩy năng lượng này tới gan. Ở bao tử thì đẩy năng lượng này tới bao tử để nó chữa lành các tế bào ở đó, cung cấp thêm năng lượng để cho tế bào này khỏe mạnh trở lại. Rồi, lấy năng lượng lần 3, bắt đầu tập trung năng lượng ở giữa hai điểm giữa hai chân mày, đẩy ra phía sau óc, đẩy năng lượng chạy dọc sống lưng, chuyển tế bào lan tỏa khắp cơ thể, tập trung những cái tế bào hư tổn ở những khu vực mà mấy anh chị đang có vấn đề. Tiếp tục mình lấy năng lượng lần 4, tập trung nghĩ về năng lượng. Năng lượng thì nó có khắp trong gian, lấy năng lượng cái điểm giữa hai chân mày lấy vào, sau đó truyền ra sau óc, sau đó đẩy cái năng lượng này chạy dọc
sống lưng đến đến cái xương cùng, đến xương cùng của mình luôn. Sau đó lan tỏa ra hai bên. Rồi mình nghỉ một chút xíu, bắt đầu tập thở 4 thời. Hít vào tối đa, giữ hơi hít thêm, thở không kềm thúc, nghỉ nặng ấm thân. Mình nghỉ 10 giây ở đây à. Mình lấy năng lượng lần 5. Tập trung năng lượng ở điểm giữa hai chân mày. Lấy năng lượng chuyển ra sau óc. Truyền năng lượng dọc theo sống lưng, lan tỏa đến các tế bào, cung cấp cái năng lượng này cho các tế bào. Rồi, lấy năng lượng lần 6. Tập trung năng lượng giữa hai chân mày. Lấy vào, đẩy cái năng lượng này ra sau óc. Đẩy dọc, chạy theo dọc sống lưng. Lan tỏa đến các tế bào, nhất là các tế bào đang ung thư, cung cấp cái năng lượng này để cho tế bào khỏe mạnh. Rồi, mấy anh chị tập thở 4 thời. Hít vào tối đa, giữ hơi hít thêm, thở không kềm thúc, nghỉ nặng ấm thân. Mình lấy năng lượng lần 8. Tập trung năng lượng giữa hai chân mày, lấy vào, truyền năng lượng này ra sau óc, chuyển cho nó chạy dọc hai bên sống lưng, lan tỏa ra khắp cơ thể, dẫn tới những cái tế bào bị hư tổn, cung cấp cái năng lượng này để cho tế bào phục hồi. Tiếp tục mình lấy năng lượng lần 8. Tập trung nhắm nghiền hai mắt lại. Tập trung năng lượng. Lấy năng lượng vào giữa hai điểm giữa chân mày. Truyền cái năng lượng này ra sau óc. Đẩy cái năng lượng này dọc theo sống lưng, lan tỏa ra các tế bào ở trong khắp cơ thể. Rồi tiếp tục lấy năng lượng lần thứ 9. Tập trung năng lượng ở giữa hai chân mày. Lấy năng lượng, đẩy ra sau óc. Đẩy năng lượng này dọc theo sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể. Tập trung những cái tế bào bị hư tổn. Tiếp tục lấy năng lượng lần thứ 10. Tập trung năng lượng ở hai giữa chân mày. Đẩy năng lượng ra sau óc. Đẩy năng lượng dọc chạy dọc theo sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể, dẫn đến những cái tế bào hư tổn, cung cấp cái năng lượng này để cho tế bào mạnh khỏe trở lại. Rồi mình thở 4 thời một lần chót.
Hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thuốc. Nghỉ nặng ấm thân.